ức luôn nè, mình nhóm lên nặng dữ lắm luôn. Rồi rồi, hậu hành hay gì mọi người. Rồi, xin chào mọi người nha. Thì mọi người ơi, mọi người cho Văn Tư á, lời nói đầu tiên á, thì kính chúc mọi người một ngày á được dồi dào sức khỏe và làm ăn được nhiều thành đạt nha. Thì ngày hôm nay á, mình lại tiếp tục đi thăm bảy nữa mọi người á. Ngày hôm qua thì đi với thơ nói đầu ngay thì cũng được 2 ký ngoài đó mọi người á. Còn hôm nay á, thì một mình đi thăm bảy nha mọi người. Hôm nay mình thăm cái lùng bảy này á, là 30 cái mọi người ơi. Thì mình cũng mới vừa tới điểm đây. Đây là chuột nha mọi người. Đây là lúa. Túi lưới quyền thoại của mình đó nha mọi người. Thì mình vô đây mình thăm trước là 2 cái này nha mọi người. Thì mới tới luôn. Rồi bắt đầu để mình đi dài vô mình thăm 2 cái này trước thử xem sao. Thử rồi có gắn gít gì không. Đi vô thăm luôn nha mọi người. Thì mình trả lời mình những mấy mà anh bình luận hỏi á, là cái lồng này sao mà bịt bao á, là nguyên nhân mình bịt bao để mình chống mưa chống nắng đồ á mọi người, đừng cho con chuột nó chết nha. Còn mà nét trang á, hỏi tại sao anh không đi làm tròn hoặc làm đi ăn uống đồ này kia. Nét Trang ơi, thông cảm nha. Tại nguyên nhân á, là mình đi săn bắt rồi giờ mình chuyển qua bên kia á, mình mất cái đề xuất nhiều lắm á. Cũng thông cảm giùm mình nha. Tại mình đi săn bắt rồi, mình làm từ lúc đầu rồi. Nó cho nên giờ mình ráng đeo luôn. Rồi bắt đầu mình vô cái bẫy đầu tiên luôn mọi người ơi. Không biết còn cái bẫy không nữa. Cái bẫy đầu tiên rồi có kích đá gì không. Rồi thấy không có cho mọi người. Rồi, lụm mọi người. Cái đầu tiên lụm luôn. Không có kích mà thấy con rắn rồi. Trời ơi. Rắn nhỏ mọi người ơi. Nhỏ xíu à. Để mình tháo ra cho mọi người xem nha. Rắn nhỏ chứ không bự. Cái này không mới vô chích chuột nè mọi người. Đây. Rồi chú rắn nó hí. Để có hàng mới vô, có hàng mọi người. Có rắn này nha. Đó. Đó. Đây mọi người. Một chú đầu tiên nha. Đó, quá sướng không. Con tài hơi khó làm chút mọi người. Rồi nó chui vô đây luôn. Đây. Đó, thì sướng cho mọi người. Để cái đầu tiên có hàng được nha. Rồi, để mình bỏ vô mình đi thăm tiếp tục nữa mọi người ơi. Rồi, bắt đầu qua tới cái thứ hai luôn. Mới vô cái đầu tiên là dính em mini rồi. Nào qua tới cái thứ hai coi. Thứ hai coi. Bự bự rồi, cái gì? Còn cái lọt không nữa. Đây còn mọi người ơi. Có cứt đáy không, xe chạy gần ngoài đường chứ không ấy. Cái này không dính rồi mọi người. Hôm nay không biết dính đâu. Rồi có hàng nữa mọi người. 2 cái 2 con luôn. Quá sướng rồi mọi người ơi. Để mình gắn cái cây vô cái mọi người. Gắn cái chân vô. Quá im rồi.
hồi nãy cỡ 5 lạng mọi người ơi. Con này 5 lạng ạ. Để mình chỉnh lại cho nó ngay tâm mới được. 5 lạng rồi. Không có cứt gì cho mọi người. Mà sao? Ủa nha. Thấy chưa mọi người ơi, con này ấu chú chuột ra luôn nè. Ghê chưa? 5 lạng, 5 lạng mọi người ơi. Coi nè mọi người, thấy chưa? Đó, quá sướng rồi đó ha. Quá gì mà nè, mới dính con bánh nè mọi người, nhỏ nè. Quá thì sướng chưa? Hai cái hai con. Không biết ngày hôm nay sao, ăn đậu có bán trâu không ha mọi người. Quá gì mà nè mọi người. Rồi để bỏ vô mình xử lý mấy cái lợp này rồi mình đi thăm tiếp tục nữa nha. Rồi bắt đầu đi ra tới cái bẫy nè mọi người ơi. Hồi nãy giờ bị mấy anh trộm tặc á mọi người, lụm mình hết hai cái à. Lụm mình hết hai cái bẫy nha mọi người. Uổng thiệt, chơi gì kỳ quá, không biết cái này còn không nữa. Còn mọi người ơi, còn cái bẫy nha, không biết có dính không đây. Cực đáy không? Rồi còn nguyên chú chuột luôn mọi người ơi. Rồi để mình bỏ lúa vô rồi mình đi thăm tiếp tục nữa nha. Rồi tới cái bẫy nữa mọi người ơi, cánh đồng xanh dần luôn rồi, mọi người thấy không? Đi đâu rồi, không biết còn cái bẫy không nữa đây. Hy vọng là còn cái bẫy chứ đừng có mất nữa nha, mất nữa là buồn lắm à. Đâu ta cái bẫy đâu, xa dữ ta, đâu rồi, đâu cái bẫy đâu. Hốt mấy em bự bự coi. Ủa cái bẫy đâu ta, đẳng cái gì đó mọi người, lúc đẳng lộn điểm mày, lộn chỗ, đóng bảy con coi, con bự bự coi. Nãy giờ có hai chú hành này tới mọi người ơi, tới cái bẫy này nha. Đây. Rồi 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 rồi, có cứt rồi mọi người ơi. Có cứt rồi nè, mọi người thấy không? Rồi chú hổ ngựa mọi người ơi, thế nè. Mọi người thấy không? Quá cỡ thơ mộc luôn nè. Đừng có con ngựa đi. À đi 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 đi. Quá hấp dẫn mọi người ơi. Mà không biết cái con gì nha, mình đừng mong rằng là đừng có con hổ ngựa. Có được có phần cặp bên đang xì nè mọi người. Mọi người thấy không? Chắc không thấy quá. Dạ cái lá lên nè. Cho sáng sáng này nó nè mọi người, trắng trắng bạch ra ngoài luôn nè ha. Đó để cận cảnh cho mọi người lấy nét coi, chắc hổ ngựa mọi người, khum khum dòm. Hổ ngựa mọi người ơi, hổ ngựa đủ ký luôn, biết hổ ngựa lắm mà. Thấy chưa, trời ơi thiệt tình. Ủa thấy phân đen đen nè, ôi để cho mọi người xem tí đi. Đó ghê chưa, nó lung tung ghê chưa, quá sướng không. Đó rồi mọi người ơi, để mình tắt cái máy mình bắt nó ra mọi người ơi. Có một mình làm cũng hơi khó khăn nha, mọi người cũng thông cảm giùm mình nha. Bắt con này ra rồi mình đi thăm tiếp tục nữa. Rồi dài qua cái bẫy nữa luôn.
con ngựa, con ngựa. Rồi dướng cái dây. Đổ từ lum. Cái này có dính, nó dính con hành này mọi người. Mà không biết còn cái lọt không nữa là dính. Còn mọi người. Mà không thấy cứt đá gì trên. Rồi nó cũng khe. Còn nguyên chuột không mọi người. Quả coi. Đút vô nữa. Để lại vị trí cũ nữa. Nó có dính không? Rồi, ra đây một cái nữa luôn. Lấy bịch lúa cái. Lúa bỏ mồi cho nó ăn. Hốt cái này cho coi. Hốt con hành bự bự coi. Chưa có hành bự chứ. Nó còn cái lọp không hành. Hành bự. Rồi. Chút ngoe mọi người. Mẹ tay ha. Chuột đâu em? À, chú chuột ngủm tiêu. Để mình xử lý rồi đi thăm tiếp nữa mọi người. Rồi mọi người ơi, vô điểm này có 3 cái nha mọi người. Xe tới luôn. Để cái bẫy đâu ta? Cái bẫy nha. Đây. Đây nè mọi người ơi. Rồi chết tiêu rồi mọi người. Trời ơi trời, hàng bự rồi mọi người, hàng bự rồi. Bự bự. Sáu lạng mọi người ơi, sáu lạng rồi. Đến dựng cái cam xuống đây. Quá đã mọi người. Ui ha. Ui năm lạng mọi người, năm lạng. Nè. Ngon quá. Quá đã rồi, quá đã. Ui chỗ nó cãi hôm nè. Ghê chưa? Năm lạng mấy luôn mọi người. Mọi người nó đã. Trời ơi lật camera luôn. Nó sướng rồi mọi người. Quá đã mọi người. Nè. Rồi để anh bỏ vô rồi xử lý con chuột rồi mình đi tiếp tục nha. Rồi dài qua đây có cái nữa mọi người ơi. Tại nãy dính rắn có người ta mọi người. Nói hơi nhỏ. Mọi người thông cảm nha. Qua cái này đóng bằng em nữa kìa. Có không à em. Cũng mong là dính đó mọi người. Còn cái bẫy không nó rồi. Mất cái bẫy luôn mọi người.
À, còn rồi, không có cứt nha mọi người. Tay dính luôn chứ, ngoe còn nguyên chuột luôn. Để mình sửa cái lợp lại, băng dây nhỡ rồi đi thăm tiếp nữa mọi người. Rồi tới cái lợp đó mọi người ơi, đáy gì không, cứt đáy rồi coi, mừng mừng coi. Rồi nặng dữ lắm mọi người ơi, quá trời nặng rồi mọi người ơi, không có thấy cứt mày bở cái lồng lên, nặng dữ lắm luôn nè, nặng dữ lắm rồi mọi người ơi, nặng không biết có cục đất gì không nghe, mình chưa biết nha, không biết có dính hay là không mình chưa biết nữa nha mọi người, không có thấy cứt luôn nè, mình nhóm lên nặng dữ lắm luôn. Rồi rồi hậu hành hay gì mọi người ơi, ngay đây là cái điểm như vậy là hổ hành chứ không có đường nào hết trơn á. 1 2 3 khúc, trời ơi con hổ ngựa, đầu vô con hổ ngựa kìa, thiệt là tình đó mọi người, dính hổ ngựa cái không muốn chút nào hết, quá trời con hổ ngựa luôn. Đưa cho mọi người xem nè, nặng 1 2 3 khúc, ôi ôi hổ ngựa coi nè, 7 8 lạng luôn mọi người ơi, hổ ngựa khủng luôn. Dự đoán của mình đã sai lầm mọi người, sao nó vô nó chưa ỉa nè mọi người, thấy không, nó quất con chuột rồi mà nó chưa ỉa nè, coi nó hôm này nè, nó ém nè mọi người thấy không, đây nữa nè, bên này nè ém ngược ém xuôi nè. Ôi con hổ ngựa, bắt biết con hổ ngựa luôn mọi người ơi, ngộ ta, chưa ỉa ta, không ỉa. Mọi người thấy ngổ ngựa không, ngổ ngựa cái nha mọi người, con này con cái nè, vui nè, quá đã không, sướng sướng chưa. Rồi để mình tắt cái cam cái rồi bắt đầu mình bắt nó ra rồi đi thăm tiếp nữa mọi người. Rồi tới cái bẫy nữa mọi người, là cái bẫy có người bả nó, người ta đang xịt cái bẫy đó mọi người, đang xịt các bạn. Rồi dính nè mọi người, dính rồi, tình trạng này nhìn thấy nguy cơ quá nè, đồng lúa nè mọi người thấy không, con này gần 3 lạng luôn mọi người, tại nó bị dính cổ rồi mọi người nè, mọi người thấy không, gần 3 lạng luôn nè, ngon quá mà nó dính cái đầu của nó mọi người. Thôi để mình tắt máy rồi mình xử lý nó rồi mình đi thăm tiếp nữa nha. Rồi mọi người ơi, đây có cái nữa nha mọi người, hình như là cái này còn 2 cái nữa hết nha mọi người, quên lấy lúa vô luôn, coi có dính không, may mắn thôi. Rồi gùi đậu đu nữa mọi người, gùi đảo tiêu rồi, ôi chết chuột tiêu rồi, uổng thiệt. Rồi, để mình xử lý đi thăm tiếp nữa mọi người, còn 2 cái nữa nha mọi người. Rồi mọi người ơi, tay 1 cái nữa mọi người, còn không đây nữa. Rồi trời ơi, ai bắt gắn tiêu mọi người ơi, ai bắt gắn tiêu bỏ lòng lại nè. Ủa còn chuột, ơi còn chuột mọi người ơi, để mình xử lý cái mình đi thăm còn cái nữa nha. Rồi mọi người ơi, cái này là cái cuối cùng luôn nha mọi người, cuối cùng chuyến thăm ngày hôm nay luôn, để coi có sự may mắn gì không. Gột không thấy cứt đáy cho mọi người, trời ơi te mấy con chuột, chuyện này im hết trời. Ồ chú gắn ra cái gì mọi người, gắn ra tiêu mọi người, thiệt mà ỉa cục cứt cái này mọi người, mọi người thấy không, ỉa cục cứt quắt biết luôn nè, nè hổ hành cũng đã rồi này, cứt con hành mọi người nè, mọi người thấy không, đó nè ra cái đây nè mọi người, nè cái đây nè, nè chen cái đây nè, 2 cây luôn nè, chân đây nè, đó thấy chưa, đây nè mọi người, ỉa cục cứt lại đây nè,
Trời ơi nó ủa. Đấy, nhìn thấy tức cái mình thiệt chứ. Cái hôm này nè mọi người, đau lòng không? Cái cuối cùng mà dính mà đi không được ăn rồi mọi người ơi. Đi tiêu rồi. Ôi nó ủa. Rồi để mình lên xử lý. Rồi ở chuông đây nè mọi người ơi, cây trong nè. Nè mọi người thấy không? Nó bung ở trong luôn nè, cái cây nè. Mọi người không thấy quá. Nè cây trong nè mọi người, nè nó quẹo ra luôn nè, hai ô luôn. Hai ô nó bung lên, nó bung ra cũng như là nó mất ô này nè. Mất ô này cái bắt đầu nó bung lên, nó bung bự ra nữa. Ôi giời luôn đằng nãy ra luôn. Ba lợp này tới cho mọi người. Rồi để mình xử lý rồi bắt đầu mình cân gắn cho mọi người xem nha. Rồi mọi người ơi. Bây giờ thì mình cũng ra tới lộ nha mọi người, ra tới lộ cái à. Đó xe đậu đó mọi người. Giờ ngoài đó thì nắng quá, dính núp vô trong đây một chút đi, mình cân gắn cho mọi người xem nha. Ngày hôm nay thì thành quả cũng được nhiêu đây nè mọi người ơi. Đó, thấy chưa? Có lý lại đó mọi người. Bữa nay được em hành chắc cũng đỡ đỡ nè. Đó. Với con hổ ngựa. Hai con hổ ngựa. Còn nhiêu hành thôi em mọi người. Để lấy cái cân cân cho mọi người xem nha. Xe chạy quá trời mọi người ơi. Đây cái cân 5kg nha mọi người. Đó đúng bon luôn đó. Không không. Bây giờ mình móc vô thử ha. Móc vô coi mình kéo cân coi nó thành quả ngày hôm nay coi được bao nhiêu nha. Rồi có lý rồi mọi người ơi. Chưa nhõng lên nữa. Chà có lý rồi mọi người ơi. Rồi ngày hôm nay thì cũng được lấy nét cái cây, lấy nét cái cân của điện thoại. Rồi lấy nét đó mọi người. Trời ơi máy kỳ vậy ta. Đó 3,1 kg 50 nha mọi người. Thì mình trừ cái túi lưới này 100g thì còn 3,5 kg ha. Rồi ngày hôm nay thành quả cũng được 3 kg mọi người ơi. Rồi mọi người có xem qua cái đoạn video này thì ủng hộ cho kênh nha. Rồi chúc mọi người xem cái đoạn video này thật là vui vẻ nha mọi người. Rồi chào tạm biệt mọi người luôn.